mừng quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng tôi luôn chờ đợi đến giây phút này. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những hình vẽ, những đáp án để đưa ra không chỉ những người chơi trực tiếp tham gia chương trình, mà cả quý vị khán giả, những người đang theo dõi truyền hình cũng sẽ cùng đoán, cùng tham gia với chúng tôi. Và một tràng vỗ tay để chúng ta chào đón ba người chơi trong chương trình hôm nay. Tôi với bạn hình như gặp nhau ở đâu rồi? Dạ, chắc một lần. Không ạ. À, cũng ở chương trình này. Cũng ở chương trình này. À, khá lâu rồi. Mà nói chuyện với anh sao em phải hồi hộp thế? Bạn hãy giới thiệu về mình cho tất cả mọi người. Chào anh Xuân Bắc, chào hai bạn cùng chơi, chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình. Tôi là Nguyễn Tinh Lê Minh Tiến, sinh viên năm 4 trường Đại học Y Hà Nội. Rất vui hôm nay trở thành người chơi chính của chương trình, rất mong sự cổ vũ quý vị khán giả và hai bạn cùng chơi. Bạn Tiến ạ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình. Hôm nay thì bạn sẽ không còn lo lắng giống như là lần trước bạn tham gia nữa. Và chắc chắn bạn sẽ không còn phải băn khoăn về chuyện là ở lại hay về sớm. Bắt đầu từ những số gần đây, là từ một lá thư đẫm nước mắt của một bạn cùng gặp hoàn cảnh giống như bạn Tiến. Và đề nghị chương trình là sẽ bỏ phần 1, và chúng tôi cũng đã bỏ phần 1 để cho nó đỡ quá căng thẳng. Hai bạn nữ, chào bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào bạn Xuân Bắc, em xin chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn đang xem đài ạ. Tên em là Đường Thị Lan, em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Năm nay em 23 tuổi và em rất vinh dự được tham gia chương trình, làm người chơi chính của chương trình ạ. Và em mong được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các bạn khán giả và anh, đặc biệt anh Xuân Bắc ạ. Còn bạn? Em xin chào anh Xuân Bắc, em xin kính chào toàn thể các quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Lương, năm nay em 24 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc. Em rất là vui khi hôm nay được tham gia với vị trí là người chơi chính của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả và sự gợi ý sát sao từ phía anh Xuân Bắc cho cả ba người chơi chúng em. Em xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, ba người chơi đã sẵn sàng. Một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu Đuổi Hình Bắt Chữ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Ngay từ phần này, các bạn đã có quyền trả lời và giành tiền thưởng. Có 10 miếng ghép, mỗi miếng ghép có giá trị là 300.000 đồng. Các bạn sẵn sàng chưa? Bạn Lương? Vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Mời các bạn. Đây là gì? Mời bạn Lan. Em thấy anh đáp án của em là đào quê ạ. Đào quê, chưa chính xác. Rất khó xác định đây là quả gì. Ba, hai, một. Xin mời. Câu trả lời của em là chợ mơ. Chợ mơ là đáp án chính xác. Đó chính là chợ mơ. Mời bạn. 300.000 đồng đầu tiên. Chúng ta đến với miếng ghép thứ hai. Ba từ, đây là gì? Mời bạn Tiến. Câu trả lời của em là biển chỉ đường. Hoàn toàn đúng, biển chỉ đường. Nó có vẻ như là tâm lý nó thoải mái, nó khác hẳn nhá. Bây giờ mới đúng phong độ. Hay là thời gian vừa qua bạn về bạn luyện tập? Có. Có luyện tập không? Có đấy. Thoải mái lên Tiến, nói chuyện mà cứ sợ sợ nên bạn có bạn gái chưa? À, em chưa. Chưa à? Vâng. Bạn Lương. Vâng. Bạn thích mẫu người đàn ông thế nào? Em thì thích mẫu người đàn ông điềm đạm. Cũng khó lắm ạ. Chả gì khó. Nghe bạn Lan nói về tiêu chí này. Thế nào Lan? Em thích mẫu người đàn ông sống giản dị, đơn giản. À. Không ba hoa. À. Sức khỏe thì bình thường, không quá khỏe với không quá yếu. Không quá khỏe. Thế còn độ đẹp trai thế nào? Độ đẹp trai cũng bình thường ạ. Bình thường đó. Vâng. Miễn là không xấu quá được, không đẹp trai cũng được. Được. Thế còn theo bạn Lan đánh giá, bạn Tiến thuộc tuýp người thế nào? Bạn Tiến nhìn có vẻ ngoan hiền ạ. Ngoan được hiền ạ. Bạn có thích mẫu đàn ông ngoan hiền không? À, chắc chắn là có thích, nhưng mà em đã có gia đình rồi nên là thôi. Không phải thôi mới nữa. Tôi có nói bạn nữa mới thôi đâu. Tôi đang hỏi là cái mẫu, cái thích như thế nào ấy. Và em thấy như bạn Tiến là nhiều bạn gái bây giờ là muốn làm
bạn gái của bạn Tiến ạ, tại vì bạn ấy lành hiền, chăm ngoan. Nhìn đã biết là chăm ngoan rồi. Bây giờ là chọn mẫu, có nhiều bạn nữ lại thích hiền lành, chăm ngoan, giản dị. Tiến có đầy đủ những cái đấy không Tiến? Em sắp đủ ạ. Sắp đủ. Vâng. Bạn thiếu cái gì? Em chỉ thiếu mỗi cái là hiền. Còn có ngoan? Vâng, ngoan. Không hiền? Vâng. Ờ thế được rồi, chúng ta cùng tìm hiểu nhau nó kỹ càng hơn. Bây giờ tôi hỏi bạn Lan thì bạn Lan bảo ôi em có gia đình rồi cũng khó lắm. Bạn Lương thì em cũng khó, em chẳng biết nói thế nào. Thôi tôi cũng tùy các bạn thôi. Bạn Lan thì cũng phải có cái tiêu chí nhất định, đúng không? Bạn Lương thì khó, nhưng mà khó gì thì khó, chúng ta cũng sẽ tìm được những cái điểm mà các bạn thích. Tôi hỏi thế để nói với bạn Tiến là này, Tiến phải mạnh dạn hơn nữa. Rất thông minh rồi, đẹp trai rồi, đúng không? Trông rất oách rồi. Thế bây giờ phải tự tin hơn, bộc lộ khả năng của mình nhá. Vâng. Nào, bạn đưa ra đáp án chính xác, mời bạn giành tiền thưởng. Miếng ghép thứ 3, một câu thành. Mời bạn Tiến. Thế anh là mượn gió bẻ măng. Mượn gió bẻ măng, đáp án hoàn toàn đúng. Ghê gớm thật. Miếng ghép thứ 4. Bình tĩnh nha. Mời bạn Tiến. Đội đá vá trời. Hoàn toàn đúng, đội đá vá trời. Có luyện tập có khác, đó chính là đội đá vá trời. Việc làm phi thường. Và hồi nhỏ chúng ta cũng có nghe một câu chuyện về gì? Nữ oa vá trời. Mời bạn nhận tiền thưởng. Tiếp theo. Mời bạn Tiến. Câu trả lời của em là bột nở. Bột nở, lại một đáp án đúng nữa bạn Tiến đưa ra. Mời bạn. Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Lương. Em thấy là tai hồng ạ. Tai hồng, đáp án hoàn toàn đúng. Tai hồng là tai gốc, có hai cánh để vặn, nó giống như cái núm trên của quả hồng. Mời bạn Lương. Vâng, em cảm ơn anh. Miếng ghép tiếp theo. Em thưa anh, đáp án của em là nhân đấu ạ. Nhân đấu chưa chính xác. Mời bạn Lương. Em thưa anh là nhân vật ạ. Nhân vật hoàn toàn đúng. Mời bạn. Lan cứ bình tĩnh, vẫn còn cơ hội. Miếng ghép thứ 8, xin mời. Hai từ. Mời bạn Lương. Chuối hột ạ. Hoàn toàn đúng, đó là chuối hột. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 9. Bạn Lan cố lên nào. Dành một tràng vỗ tay cho bạn Lan. Cái gì đang cắm vào chỗ nào? Mời bạn Lương. Bơm chân không ạ. Bơm chân không, cực kỳ chính xác. Mời bạn. Đây đây là miếng ghép thứ 9. Miếng ghép thứ 10. Mời bạn Lan. Em thưa anh, đáp án của em là mồm 5 miệng 10 ạ. Mồm 5 miệng 10, chính xác, tiếp chúc mừng. À, tôi nói với bạn Lan nhé. Dạ vâng. Tôi biết là bạn đã tìm ra nhiều đáp án nhưng mà dạ, miếng ghép thứ 10 của chúng ta là không có điểm cao hơn đâu. Dạ vâng. Tiền thưởng vẫn thế thôi. Bạn đừng nghĩ là miếng này có 3 triệu đồng tiền thưởng như vòng sau nhá. À vâng, em biết luật chơi anh ạ. Ồ, biết không? Dạ có ạ. Thế mà bây giờ mới trả lời. Tại chậm quá anh ạ. Tại chậm mà. Dạ. Chứ không phải là đấu pháp của mình thế đúng không? Dạ không ạ. Mời bạn nhận số tiền thưởng đầu tiên của mình. Em cảm ơn. 300.000 đồng. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay, chúng ta kết thúc phần này. Rất nhanh, bạn Tiến đang có 1.500.000 đồng. Bạn Lương đang có 1.200.000 đồng. Bạn Lan đang có 300.000 đồng. Bạn Nguyễn Lê Minh Tiến, trường Đại học Y Hà Nội, ngành bác sĩ đa khoa. Em muốn anh Xuân Bắc hỏi và chia sẻ với em một số nội dung sau. Một, tại sao em lại tham gia chương trình? Xin hỏi bạn, tại sao bạn lại tham gia chương trình? Tức là em rất muốn
thay đổi bản thân, thể hiện mình một con người tự tin hơn. Hơn nữa là rất là thích học hỏi nhân vật núi là anh Xuân Bắc cách đây nhiều năm, với một cái sự tự tin và đánh đâu chung đấy. Dây mốt đấy hả? Vâng, dây mốt. Tiếp theo, được biết ngành y là một ngành rất đặc biệt, vất vả. Thì bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của một sinh viên y không? Câu hỏi này tôi xin đặt cho bạn Tiến. Thưa anh, là sinh viên y chúng em thì chỉ được tóm gọn lại một năm, chỉ tóm gọn lại trong hai mùa đấy. Đó là mùa thi và mùa thi vỡ mặt. Hai mùa thôi. Mùa thi và mùa thi vỡ mặt. Thế cái mùa thi khác nhau cái mùa thi vỡ mặt là như thế nào? Là, ví dụ như là mùa thi thì khoảng một tuần em thi một lần. Còn nếu mà mùa thi vỡ mặt thì là một tuần em thi hai lần. Tôi phải nói thật là như này. Ngành y là một ngành cực kỳ vất vả. Tôi cũng rất chia sẻ với các y bác sĩ. Thực sự là như thế. Các bác sĩ, đặc biệt là những bệnh viện tuyến trên của chúng ta, có ngày thưa quý vị khám tới 120 người. Không đủ sức khỏe, không đủ kiên nhẫn thì không làm được. Nhất là trong những cái điều kiện, có cả những cái chuyện gọi là người dân đi khám bệnh sẵn một cái tâm lý không thoải mái, không tốt. Cả về sức khỏe, cả về những cái nhìn nhận chưa đầy đủ, thiếu khách quan. Đôi khi có một chút áp đặt đối với ngành y và các y bác sĩ. Chúng ta phải thấy rằng là các y bác sĩ nói chung, các bệnh viện, những người hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp đang cực kỳ vất vả. Thực sự là như thế. Ngày xưa tôi thấy mọi người hay cảm thấy vô cùng là xúc động khi mà nói rằng lớn lên con sẽ làm nghề y, làm bác sĩ để chữa bệnh. Lớn lên con sẽ làm thầy giáo, cô giáo để con dạy học. Bạn là sinh viên năm thứ tư. Tôi xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, học thật giỏi. Nhân dịp này cho tôi gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các bạn của bạn trong trường và đặc biệt là các thầy cô. Hãy dành cho những người đang hoạt động nghề y một tràng vỗ tay, thưa quý vị. Bạn Lương. Bạn Lương có một bản đăng. Bạn vẽ đi à? Một người bạn của chị em đã vẽ cái này ạ. Anh ấy cũng là một người rất là hâm mộ anh Xuân Bắc ạ. Ôi, gửi lời cảm ơn nhé. Vâng. Cảm ơn giúp tôi. Cái này nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong một bộ phim tôi đóng. Dâu Quặp ạ. À, Dâu Quặp, Sợ Vợ. Vâng. Bạn Đào Thị Lương, nhân viên văn phòng, thích đi du lịch, mua sắm, ăn uống với người thân, bạn bè. Năng động trong công việc, nhiệt tình với bạn bè. Lý do tham gia chương trình của bạn? Em có rất là nhiều lý do nhưng mà quan trọng nhất là em có sự yêu mến với chương trình. Cái thứ hai là em rất là hâm mộ anh Xuân Bắc và muốn gặp để trò chuyện và giao lưu với anh Xuân Bắc ạ. Cái thứ hai là em muốn thử cái sức, cái khả năng phán đoán của mình xem đến đâu và để mình bổ sung và học hỏi thêm. Cái thứ ba là cái phần thưởng của chương trình rất là hấp dẫn ạ. Thực ra cái bạn nói là cái thứ tư rồi đấy. À, vâng ạ, thứ tư ạ. Ừ. Tôi thì toán cái gì chứ dưới 10 là tôi cộng trừ tốt. Có đúng không bạn Lương? Vâng, đúng không? Vâng ạ. Đúng 4 cái không? Vâng ạ. Rồi 4 cái điều đấy bạn đều có thể có được. Và hiện nay bạn đã có được ít nhất 2 rồi. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Lương. Xin cảm ơn bạn Lan, họ rất ngọt ngào. Bạn Đường Thị Lan, sở thích là thích đi du lịch, thích những cái đẹp, nghe nhạc và hát nghêu ngao. Ghét những người hay càm ràm, nói ý. Trước khi viết cái này bạn có biết là bạn sẽ gặp tôi không? À, không phải, em không phải ý rồi anh Xuân Bắc đâu ạ. Trong bản đăng ký của em thì nói ý ở đây nghĩa là em không thích những người nói ý nó trong cuộc sống anh ạ. Nghĩa là cuộc sống hàng ngày người ta nói ý thì tức là nói ở đây mà chết Tây bên Lào gì kiểu thế thì... Dạ vâng ạ. Tôi tưởng là bạn ghét những người càm ràm nói ý. Thực ra tôi rất hay nói ý. À dạ không ạ. Ý ở đây em thì là không nói... tình cảm mình gián đoạn luôn đấy. Không thôi ạ. Không nhá. Dạ vâng ạ. Tôi cũng đùa vậy thôi. Tôi nói đùa vậy. Vâng. Thưa quý vị, tôi tham gia chương trình khá lâu rồi và chưa bao giờ tôi có ý làm khó một ai. Tôi dám khẳng định một điều như thế. Tôi chỉ mong muốn mọi người trả lời thật tốt, trả lời thật nhanh, trả lời thật chính xác để giành tiền thưởng. Và không ít lần trao giải thưởng to cho các bạn mà tôi cảm giác như chính tôi trúng giải. Hôm nay các bạn cố gắng lên. Cố gắng lên. Một tràng vỗ tay thưa quý vị để chúng ta đến với phần tiếp theo của Đuổi Hình Bắt Chữ. Từ tháng 4 năm 2018,
cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đội hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đội hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage đội hình bắt chữ Hà Nội TV game show đội hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình đuổi hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đuổi hình bắt chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Kết thúc phần thi này, ai có tiền thưởng cao nhất, người đó sẽ vào vòng trong. Vòng thi này chúng ta có 9 miếng ghép nhỏ, 1 miếng ghép lớn với giá trị 3 triệu đồng tiền thưởng. Mỗi miếng ghép nhỏ là 500 ngàn đồng. Các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án miếng ghép nhỏ. Ai trả lời đúng sẽ mở chi tiết miếng ghép lớn. Sẵn sàng chưa? Nào, chuẩn bị. 3, 2, 1, mở. Mời bạn Tiến. Đáp án là Bilac ạ. Bilac, đáp án hoàn toàn đúng, đó là Bilac. Mở. Bạn có 5 giây. 3, 2, 1. Chưa có trả lời. Chưa đầy đủ dữ kiện. Miếng ghép thứ hai. Cố gắng lên các bạn. Bạn Lương. Gối xếp ạ. Hoàn toàn đúng, đó là gối xếp. Mời bạn nhận 500 ngàn đồng. Em cảm ơn anh. Mở chi tiết. Em chưa có câu trả lời ạ. Miếng ghép thứ 3. Tập trung nào, rất nhanh. Miếng ghép thứ 3 rồi. Các bạn, đây là gì? Phong điện. Chưa chính xác. Chúng ta đang có mặt trong chương trình đuổi hình bắt chữ. Mời bạn Lương. Điện phong ạ. Không phải. Mộc mạc hơn đi, mộc mạc hơn, gọi đúng tiếng Việt. Xin mời bạn Lương. Gió điện ạ. Không đúng, chưa chính xác. Một chút nữa thôi, đúng rồi kìa. Đúng rồi, bạn Lan. Em thấy anh đáp án của em là... Là gì? Điện gió ạ. Điện gió, đáp án chính xác. Tôi đã phải nói là chúng ta đang trong chương trình đuổi hình bắt chữ. Vừa rồi bạn Tiến đã đuổi được hình rồi, nhưng mà bắt vẫn trượt chữ. Điện gió hay cách gọi khác là phong điện. Mời bạn lắm. Em cảm ơn. Xin mời. Em không có câu trả lời. Không có câu trả lời. Xin mời miếng ghép thứ 4. Một loại cá biển thân và đầu dẹp. Mời bạn Lan. Em thấy anh đáp án của em là cá rượu ạ. Cá rượu, bạn có biết cá rượu không? Em không biết cá không rượu biết. Là gì. Chưa chính xác. Mời bạn Tiến. Cá vang. Không phải cá vang, chưa phải. Tiếp tục. Mời bạn Tiến. Cá bia. Mời bạn Lan. Em thưa anh, đáp án của em là cá chai ạ. Cá chai, đáp án chính xác. Mời Lan. Vâng, em cảm ơn. Mở. 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 5. Rất dễ. Mời bạn Tiến. Đáp án của em là tre nghiêm. Không phải. Tiếp tục nào. Tiếp tục. Các bạn trả lời. Rất dễ. Mời bạn Lan. Đáp án của em là tre trắng ạ. Mời bạn Lương. Tre giả. Không đúng. Tiếp nào. Tiếp tục. Chưa chính xác. Mời bạn Tiến. Trúc bạch. Trúc bạch. Hoàn toàn đúng. Mời bạn. Mở. Hãy mở chi tiết.
Bạn Tiến. Xin mời. Hết giờ. Miếng ghép thứ 6. Bạn Tiến. Nhà ga. Không phải. School. Ý nói sự dũng cảm, gan góc. Can trường ạ. Hoàn toàn chính xác. Luôn trả lời xong mà tự vỗ tay rồi tự cảm thấy can trường ạ. Tôi bảo chính xác phát. Lúc đấy cảm xúc thế nào? Em rất là vui ạ. Đúng rồi, phát hiện ra đúng không? Vâng ạ. Mà lại còn được tiền thưởng nữa. Vâng ạ. Can trường. Mở chi tiết. Bạn có 5 giây. Em thưa anh là điều ong tiếng về ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cộng điểm cho bạn Lương. Điều ong tiếng về xin chúc mừng. Bạn rất thông minh, rất nhanh. Một lần nữa xin chúc mừng bạn. Chúng ta còn miếng ghép thứ 7, thứ 8, thứ 9 nữa. Tức là còn 1.500.000 đồng. Nhưng bạn Lương khi mở được miếng ghép giữa ra rồi thì bạn đã có đầy đủ dữ kiện để bạn đoán. Bạn Lương đang có 5.200.000 đồng. Bạn Tiến sự quay trở lại cũng rất đáng ngưỡng mộ. Bạn đang có 2.500.000 đồng. Và bạn Lan, người đang giành 1.300.000 đồng. Bạn Lương sẽ là người bước vào vòng trong. Còn bây giờ tôi phải chia tay bạn Tiến và bạn Lan. Hai bạn sẽ ra về với số tiền thưởng cộng với quà của chương trình. Xin mời. Xin gửi bạn. Xin gửi em. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã tìm được người vào vòng 4 của chương trình. Và đó chính là bạn Lương với 5.200.000 đồng tiền thưởng. Và bây giờ là lúc chúng ta đến với vòng 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show Đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình Đuổi hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi hình bắt chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ 3 của chương trình, đó chính là Đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Nào, siêu tốc, bạn biết có bao nhiêu giây ạ? 60 giây. Trả lời mấy câu ạ? 5 câu ạ. 5 câu. Thế thôi, đơn giản. 60 giây, 5 câu. Tôi sẽ nói kỹ hơn về luật cho bạn. Này em đứng, anh mới thấy em cao nhá. Anh đứng gần em tự nhiên anh lại thấy. Thì kệ em. Mà tôi không hỏi gì đâu, nhưng mà tôi phải nói thật là khi ở gần thì tôi mới biết bạn có một cái nốt ruồi rất giống nốt ruồi của bạn tôi nhé. Giống ai bạn biết không? Giống chị Vân Dung. À, được rồi. Tâm lý thoải mái nhá. Vân Dung nhá, thoải mái. Thưa quý vị, người chơi họ đã sẵn sàng. Luật như sau, bạn chú ý. Có 15 hình vẽ.
15 đáp án được bố trí theo dạng hình tháp từ tầng 1 lên tới tầng 5. Muốn chiến thắng tuyệt đối giành số tiền thưởng cao nhất, bạn phải trả lời được ô số 15 và muốn như vậy bạn phải leo từ tầng 1 lên tới tầng 5. Và số điểm tương ứng với mỗi tầng từ tầng 1 đến tầng 5 sẽ là 1, 2, 3, 5 và 30 triệu đồng. Ô số 11. Ô số 11 vô cùng quan trọng. Giá trị giải thưởng rất lớn. Phần thưởng cho người chơi tuần này là bộ trang sức ngọc trai của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải trị giá 19 triệu 500 nghìn đồng. Ngọc trai được xem là một ấn vật quý giá của đại dương, được hình thành từ chính những cá thể trai sống. Ngọc trai mang vẻ đẹp thuần khiết và ẩn chứa những ý nghĩa cao quý, là hình ảnh của thành công viên mãn sau bao khó khăn thử thách. Những viên ngọc trai thiên nhiên có chất lượng hoàn hảo với ánh xạ cực tươi đẹp đã được Bảo Tín Mạnh Hải lựa chọn để làm nên bộ sản phẩm mang tới cho người sở hữu vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng không kém phần sang trọng và quý phái. Công ty vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải chúc bạn may mắn giành được phần quà giá trị này. Nữa đi ạ. Wow, ôi trời ơi, xin chào chú ấy. Hey, chào anh Sơn Bắc, lâu lắm rồi. Chào mọi người. Ôi xin chào em. Chào chị Hằng. Chị Hằng hôm nay xinh quá. Năm nào cũng gặp chị Hằng mà mỗi năm chị có một giao diện khác hẳn. Năm nay chị xinh lắm như kiểu mới cài lại Win 10 ấy. Chú của anh đấy. Rồi chào chú anh. Quậy. Rồi rồi. Đấy, phải chào chú. À, anh Xuân Bắc này là anh của chú Quậy thì có anh Xuân Bắc mấy nghìn tuổi rồi à? Không được, không được, không được. Chú chào bác. Ờ, đúng rồi, chú chào bác. Ôi, rồi ôi, này. Đây là cô dạy theo kịch bản ngồi lấy cô phải lắc. À, các bạn này trong nhóm gì nhỉ? Ngọc Trai Việt. Cảm ơn các bạn nhỏ. Cảm ơn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang sống trong một không khí rất tuyệt vời. Và bao giờ cũng thế, mỗi khi Trung Thu tháng 8 về, khi trăng dù là mới nhú thì chúng ta đã đầy háo hức, đặc biệt là các em nhỏ được phá cỗ trông trăng. Và chúng tôi, những người làm chương trình, trong khoảng 15 năm trở lại đây, năm nào cũng thế, luôn dành những tình cảm đặc biệt để dồn sức vào một chương trình. Ở đó chúng tôi sẽ có những hình vẽ tuyệt vời, ở đó chúng tôi sẽ có những đáp án gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với đêm Trung Thu đáng nhớ của mỗi chúng ta. Và hôm nay, một chương trình đặc biệt chào đón Trung Thu. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã mở đầu chương trình bằng một tiết mục hát múa rất là tuyệt vời. Trong không khí tưng bừng đó,
chúng tôi đã mời đến sân khấu của đội hình bắt chữ. Đầu tiên đó là diễn viên Thanh Hải đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Tiếp theo là diễn viên Trang Moon đến từ Đoàn Kịch Nói Công an Nhân dân. Và Hà Trung được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến, biệt danh Trung Ruồi. Trung Ruồi thân mến, có phải là bạn có tên Trung Ruồi là trước là chuyên bắt ruồi không, hay là trên mặt nhiều mụn ruồi nhưng bây giờ đã khỏi? Bạn bè nói là em tự nhiên như ruồi, thế xong rồi dần dần đặt là Trung Ruồi đấy. Còn mặt em thì giống con khác ạ. Đúng rồi. Thưa quý vị, chúng tôi đùa với nhau thôi. Anh em trong nghề thì chúng tôi cũng biết nhau. Và cá nhân tôi thì tôi thường xuyên theo dõi những chương trình của bạn Trung và ekip của mình thực hiện. Các bạn rất trẻ, các bạn rất sáng tạo và các bạn đang ngày càng khẳng định cái tài năng của mình. Cứ làm, cứ mầy mò, không ngại gian khổ. Và các bạn bây giờ đã có những cái thành công nhất định. Xin chúc mừng bạn Trung. Luật chơi của chúng ta, đặc biệt ở vòng 1, rất là nghiệt ngã, tôi phải nói thế. Được, kết thúc phần 1 là bao giờ cũng một trong số 3 bạn sẽ phải chia tay về. Thì bạn Trung có lo không ạ? Em có ạ. Vì sao lại lo? Bởi vì hôm nay là chương trình đặc biệt, muốn ở lại lâu thêm một chút. Thế còn bạn Trang có lo không? Em có ạ. Trung lo, Trang lo, còn bạn Hải thì sao? Mình thì cũng không lo lắm. Vì hôm nay được đến đây chơi đã được biểu diễn phục vụ quý vị khán giả cùng các em nhỏ nhân Tết Trung Thu đã niềm vui rồi. Vâng. Chuyên về trước về sau vẫn vui. Vâng. Mỗi người một tâm lý, có người thì lo trước sau cũng phải về rồi nhưng mà không muốn về trước. Đặc biệt là bạn Hải thì về trước về sau không quan trọng, vui rồi. Hôm nay các bạn yên tâm là chương trình đặc biệt. Chúng tôi sẽ bỏ qua vòng 1, mời các bạn ở lại đến với vòng 2. Các bạn thấy thế nào? Có tiền ăn hải sản rồi. Tôi nói là ba bạn cùng ở lại và chơi có tiền thưởng chung. Thôi, bắt tay. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những chương trình đội hình bắt chữ. Và bây giờ, luật của chúng ta như sau. Có 10 miếng ghép, mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Các bạn cứ suy nghĩ đến khi tìm được đáp án đúng. Nếu trả lời đúng sẽ có 300.000 đồng tiền thưởng. Nếu trả lời sai, hai người còn lại có 10 giây. Chuẩn bị. Đây là gì? Vâng, xin mời bạn Trang. Dạ thưa anh, đây có phải là trẻ trâu không ạ? Trẻ trâu là đáp án chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ hai. Mời bạn Hải. Tô tượng. Tô tượng, đáp án hoàn toàn đúng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Trung. Thạch rau câu. Hoàn toàn đúng, thạch rau câu. Bạn Trung ơi, thì cũng mới chỉ là trả lời được câu đầu tiên chứ không cần vui quá thế đâu. Em còn rất vui hòa hòa. Thạch rau câu là món ăn được trẻ em rất yêu thích và được làm từ bột rau câu và hương liệu và mùi vị khác nhau. Mời bạn. Tiếp tục. Miếng ghép thứ tư. Mời bạn Trang. Kem cây ạ. Hoàn toàn đúng, kem cây. Mời bạn nhận tiền thưởng. Hình vẽ tiếp theo dễ hơn nhiều. Xin mời. Mời bạn Trung. Đèn pin. Đáp án chính xác. Yeah. Mời bạn. Miếng ghép thứ 5. Một câu ví von so sánh một ai đó có sức khỏe ghê gớm. Mời bạn Trung. Khỏe như voi. Hoàn toàn đúng, khỏe như voi. Bây giờ dẫn đầu rồi đúng không? Vâng, em thấy vui rồi. Mời bạn. Yeah. Miếng ghép thứ 7. Mời bạn Trung. Hồ bơi. Hoàn toàn đúng. Trung tự thấy mình thế nào? Em thấy mình đẹp trai và rất giỏi ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Hiếm có người nào tự tin như thế. Được lắm.
Miếng ghép thứ 8, mời các bạn tên một câu chuyện ngụ ngôn. Đây là gì? Mời bạn Trung. Nhổ củ cải. Hoàn toàn đúng. À. Câu chuyện của các bạn nhỏ. Có cái câu này tôi nghĩ rằng ai cũng biết là nhổ cải lên, nhổ cải lên, nhổ cải lên, nhổ mãi mà không được. Đấy. Đấy, chuẩn đấy, vâng. Miếng ghép thứ 9. Ba từ, nhìn thấy gì nó làm như vậy. Con gì đang làm gì? Mời bạn Trang. Thỏ đánh trống ạ. Thỏ đánh trống là đáp án hoàn toàn đúng. À, cái đồ chơi. Đồ chơi. Đồ chơi thỏ đánh trống thường có vào dịp Trung thu. Những chú thỏ trắng khi lên cót hoặc là khi chúng ta di chuyển thì nó tự tay nó đánh trống rất là vui nhộn và ngộ nghĩnh. Mời bạn Trang. Miếng ghép thứ 10. Nào. Gì đây? Mời bạn Trang. Đây có phải là kiến ba khoang không ạ? Kiến ba khoang là đáp án không thể sai được. Đó chính là kiến ba khoang. Theo bạn Trang, kiến ba khoang là kiến như thế nào? Em chỉ biết là kiến ba khoang là một loại kiến mà nó mang một cái loại độc tố rất là mạnh. Còn ngang với axit và có thể làm bỏng da của mình và nhiễm độc ra cái da của mình. À, đó là kiến ba khoang. Hết nhẹ rồi. Nhẹ luôn. Tôi định bổ sung thêm một tí nhưng mà thôi, nó thôi thế thôi. Thưa quý vị, kiến ba khoang là đáp án đúng. Và bạn Trang đã nhận thêm số điểm cho mình. Kết thúc phần thi này, chúng ta cùng xem số điểm mà ba người chơi giành được. Bạn Hà Trung, vừa giỏi vừa đẹp trai, đang giành 1.500.000 đồng. Bạn Trang đang giành 1.200.000 đồng. Bạn Thanh Hải, chú hề đáng yêu của chúng ta, đang giành 300.000 đồng. Bạn Trung, bạn thấy không khí của chương trình chúng ta thế nào? Em thấy rất vui và có sự vui vẻ ạ. Ừ, rất vui và có sự vui vẻ. Thế bạn nói thế, vui vẻ hẳn. Thế bạn có cần phải nghỉ ngơi tí không? Dạ, em nghĩ là thôi mình cứ bắt đầu vòng 2 luôn. Ờ, mình cứ tiếp tục luôn nhá. Vâng ạ. Tại vì là tôi thấy bạn cứ gãi bên nọ rồi gãi bên kia rồi thì... Hay là kiến ba khoang? Hay là kiến ba khoang nữa. Không. Lại gãi đấy thấy không? Tài năng hay gãi ở đây. Quy định rằng là tài năng là hay gãi tai thì tôi cũng xin bạn đấy. Đúng là bạn quá tài năng. Thôi được rồi, công nhận bạn vừa giỏi vừa đẹp trai, được chưa? Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng đến với vòng thi tiếp theo của đuổi hình bắt chữ. Đầu tiên tôi phải hỏi bạn Hải, bạn có hay đi biểu diễn không ạ? Cũng đi biểu diễn liên tục, nhất là sắp sửa những cái đợt như Trung thu hay 1 tháng 6. Vâng. Những ngày mà các cháu thiếu nhi thì các trường học diễn ở đoàn xiếc. Vâng ạ. Thì diễn rất nhiều. Diễn rất nhiều. Các văn hóa nghệ thuật thì xiếc vẫn là một môn nghệ thuật mà được các bạn nhỏ và kể cả những đối tượng lớn tuổi xem rất là nhiều, người ta cũng hưởng ứng rất là tốt. Thưa quý vị, các loại hình nghệ thuật nói chung, nếu quý vị tìm đúng nơi, đúng chỗ và gặp đúng các nghệ sĩ thì quý vị sẽ được tiếp cận với cái niềm say mê của diễn viên, tiếp cận với tài năng của diễn viên và quý vị sẽ được thưởng thức những tiết mục thực sự có giá trị. Thế cho nên là hãy đến với những nghệ sĩ tâm huyết để quý vị sẽ có những tiết mục hay và quý vị sẽ được thưởng thức những tiết mục tuyệt vời. Tiếp theo tôi xin hỏi bạn Trung, tôi thấy các bạn đang có một nhóm tổ chức ghi hình này, rồi làm những cái tiểu phẩm ngắn. Thì cái công việc đấy nó có mất nhiều thời gian không và cái hiệu quả nó như thế nào? Em thấy không vất vả lắm, bởi vì là anh em đến với đấy thì thay vì là bọn em làm chuyên nghiệp như các đoàn phim truyền hình của mình hoặc là các đoàn phim điện ảnh, thì bọn em chỉ quay bằng một máy thôi và thu âm rất là đơn giản. Làm sao để mang cái sự gần gũi nhất đến cho khán giả. Chính vì thế đâm ra là bọn em không mất nhiều thời gian lắm. Bây giờ thì bọn em đang liên kết được với nhau, có em, có Minh, Đỗ Duy Nam, Quân Anh và Dũng thì bọn em chơi với nhau và chắc là định kỳ bọn em sẽ cùng chơi một cái sản phẩm để phát cho các bạn trẻ xem. Còn chỗ cho tôi không? Không, anh lớn rồi. Không còn chỗ à? Vâng.
Với cả em nghĩ là cái công việc lãnh đạo của anh chắc cũng không có thời gian dành cho bọn em thôi. Đấy là việc tôi tự lo, tôi hỏi là các bạn còn chỗ cho tôi không? Còn cái việc chỗ ở chỗ khác để tôi tự lo. À dạ. Đừng có lo hộ tôi, còn chỗ cho tôi không? Nếu mà các công việc của anh đã lo được rồi thì là bọn em không còn chỗ ạ. Đấy tôi hỏi thế. Vâng. Thế mở cái kênh đấy được rồi, đã thế về mình cũng mở. Anh có kênh Bố Bắc và Bi mà. Không. Kênh mà tôi xuất hiện đầy đủ, thường xuyên và đều đặn nhất từ xưa nay đó là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, Đuổi Hình Bắt Chữ hãy đến với chúng tôi, trong đó có tôi. Hay tết vừa cũng được. Cái gì nhỉ? Đẹp trai và giỏi. Vừa giỏi và đẹp trai. Bạn Trang thì sao ạ? Công việc hàng ngày của bạn là gì? Hiện tại thì em vừa mới thôi làm diễn viên tại Đoàn Kịch Nói Công an Nhân dân. À ha. Em đang làm cho bên một tòa soạn báo điện tử. Vâng. Và em có kinh doanh ngoài thêm ạ. À, làm gì cũng được miễn là chúng ta thỏa mãn niềm đam mê, lo được cho cuộc sống của chúng ta. Và cái công việc đó là công việc chính đáng. Tôi nghĩ là như thế. Đúng không? Ví dụ như có nhiều người mà lên đây để em kiếm tiền thưởng. Ok, chúng tôi đang khuyến khích các bạn điều đó. Thôi bây giờ thế này, tôi sẽ nói luật của vòng thi này. 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép trị giá một hộp bánh trung thu 500.000 đồng. Các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Ai trả lời đúng sẽ có 500.000 đồng tiền thưởng và được mở một chi tiết của hình vẽ thứ 10. Đoán đúng thì người đó sẽ nhận được 3.000.000 đồng tiền thưởng và chấm dứt luôn phần thi này. Còn nếu sai chúng ta lại tiếp tục. Các bạn sẵn sàng? Sẵn sàng. Đây là gì? Đây là gì? Đây là một con... Xin mời bạn Hải. Đàn ngựa. Chưa chính xác. Tay để vào phím bấm. Tôi gợi ý. Đây là một phố rất quen thuộc ở thủ đô Hà Nội. Xin mời bạn Trang. Hàng Mã phải không ạ? Hàng Mã là đáp án chính xác. Wow. Hàng Mã là con phố chuyên bán đồ chơi trẻ em vào mỗi dịp Trung Thu. Hầu như là ở thủ đô Hà Nội thì ai cũng biết phố Hàng Mã. Xin mời bạn Trang. Mở chi tiết. Trung Thu ạ. Mới chỉ là câu đầu tiên, bạn Trang đã đưa ra một đáp án. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho bạn Trang. Đáp án của chúng tôi là... Không chính xác đâu. Đã lấy chút nữa. Tiếp tục, những ca thứ hai. Mời bạn Trang. Nấm mũ. Chưa chính xác. Đây là không phải nấm mũ mà là mũ nấm. Mũ nấm là đáp án chính xác. Mũ nấm. Mũ dạng hình tròn cứng, có vành nhỏ và bẻ cong. Xin mời. Mời bạn mở. Úi dồi ôi. Trung Thu cho nó nhanh đi, cho nó giống nhau. Mới lấy bạn Trang vào Trung Thu. Vâng. Bây giờ giống y nhau thì mình cũng Trung Thu. Vâng. Đáp án là chưa chính xác. Vâng. Miếng ghép thứ 3. Mời bạn Trang. Dạ, đáp án của em là bánh cá. Chưa chính xác. Bạn Hải cố gắng lên nào. Cụ thể nó là... Xin mời bạn Trung. Bánh nướng cá. Chưa chính xác. Xin mời bạn Trung. Bánh con cá. Không phải. Bánh cá gì? Xin mời bạn Hải. Bánh cá nướng. Ôi. Tiếp tục. Mời bạn Trung. Bánh cá chép. Hoàn toàn đúng, bánh cá chép là chuẩn. Không, đây, hình này là con cá rô cá chép. Bạn Trung cứ mạnh dạn lên. Vâng ạ, thôi em trả lời đúng rồi, em xin phép được thuyết phục hai người chơi. Đấy là con cá chép. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái khả năng thông minh của bạn rồi. Đẹp dài thì tôi vẫn giữ nhá, kiểu gì cũng đẹp dài nhá, rất điểm rồi. Giỏi. Mà phải nói là nếu như báo chí mà viết về bạn thì đây là đẹp lạ, đúng không? Khẳng định đi, thuyết phục đi, đây là cá chép. Nếu không thì tôi chỉ cộng nửa số điểm cho bạn, tôi có quyền đấy. Đây là con cá chép. Tại sao? Vì nó có cái vảy giống cá rô kìa. Nhìn thế này mà cũng bảo ra con cá rô được thì tôi cũng xin thua bạn. Bánh cá chép, loại bánh nướng hoặc bánh dẻo
truyền thống được làm theo hình con cá chép. Mời bạn. Đúng. Mở. Lại ông sao? 3, 2... Trung thu. Miếng ghép thứ tư. Tên một bộ phim hoạt hình và phần âm nhạc do nghệ sĩ Xuân Bắc viết lời. Robot trái cây. Robot trái cây, chính xác. Em có xem một bài tập ạ. À, bạn nhớ những nhân vật ở đây không? Em chỉ nhớ được các bạn quả xong đúng rồi các quả. Bạn có bạn quýt mập này, táo ngố này, đào đấy. Tròn nho sinh. Bộ phim này cũng rất là hay, sắp tới chúng tôi sẽ cho chiếu lại để các em nhỏ được xem. Đấy. Robot trái cây. Mời bạn. Mở chi tiết. Năm. Trăng lên ạ. Sai. Miếng ghép thứ 5 đang chờ các bạn. Anh Hải tập trung nhá. Đấy, bạn Trung thật là nhanh. Xin mời. Thú nhồi bông ạ. Thú nhồi bông đáp án hoàn toàn chính xác. Xin mời. Vẫn sao? Vẫn sao? Trung thu. Vâng ạ. Đơn giản hộ nhau. Vâng. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Trang. Chuồn chuồn nước ạ. Chưa chính xác. Vẫn còn hành động. Kìa. Mời bạn Hải. Chuồn chuồn đạp nước. Hoàn toàn đúng. Chuồn chuồn đạp nước. Bạn thấy mình thế nào? Hơi nhẹ cả người. Em thật anh thấy anh đẹp trai. Cảm ơn. Xin mời. Mở vào ô giữa này. Trung thu. Trung thu. Chủ đề rất được. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 7 đang chờ các bạn. Đây là. Mời bạn Trung. Voi ma mút. Hoàn toàn đúng, đó là voi ma mút. Một loài voi cổ đại đã bị tuyệt chủng. Voi ma mút. Hay thế. Eo ấy cứ như có phép. Làm lại lần nữa đây. Còn lâu. Mời bạn. Năm. Bốn. Ba. Trăng tròn. Đáp án của chúng tôi đưa ra là trăng tròn. Xin chúc mừng. Tròn đấy, bạn thấy không? Đuổi hình bắt chữ nó hay ở chỗ đấy. Mình không ngờ. Vâng, nói xong bỏ đấy đúng không? Vâng. Theo kiểu bạn là kiểu cowboy đấy, bắn đoàn bắt rồi bỏ đi. Không, đó không. Chính là trăng tròn. Vâng. Thế nào? Bất ngờ không? Bất ngờ ạ. Quá bất ngờ luôn. Vâng. Đương nhiên rồi. Trăng tròn, bạn trả lời đúng, cộng thêm cho mình 3 triệu đồng tiền thưởng. Trăng tròn, trăng rất tròn, thường có vào ngày rằm. Thưa quý vị, kết thúc phần thi này rất sôi nổi. Và bạn Hải đang có 800.000 đồng tiền thưởng. Bạn Trang đang có 2.200.000 đồng. Người vừa giỏi vừa đẹp trai đó là Trung Ruồi đang giành 6.500.000 đồng. Vỗ tay tiếp tục đi để chào mừng Trung Ruồi bước vào vòng 4 vòng siêu tốc của chúng ta. Và bây giờ tôi phải nói lời chia tay với bạn Hải và bạn Trang. Xin cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình và bây giờ các bạn nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Xin mời. Xin hỏi bạn Trang là bạn thấy không khí chương trình hôm nay của chúng ta thế nào? Em thấy không khí chương trình của hôm nay của chúng ta rất là nóng ạ. À, rất nóng. Bạn có vui không? Em có ạ. Lần sau mà mời bạn đến tham gia chương trình bạn có đến nữa không? Em có ạ. Có chứ, đến ngay chứ đúng không? Còn bạn Hải, lần sau chúng tôi mời bạn đến thì bạn có đến không? Luôn sẵn sàng đến. Luôn sẵn sàng. Tôi hỏi vậy thôi. Bởi vì thưa quý vị, từ xưa đến nay, bất kỳ ai đến với đuổi hình bắt chữ thì khi về luôn có những cái ấn tượng tốt đẹp. Bởi vì chúng tôi những người làm chương trình cũng luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho người chơi, ekip chương trình và trong đó có tôi.
thì cũng luôn muốn có những ấn tượng tốt đẹp đối với người chơi. Và hôm nay hy vọng rằng chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với vòng 4, vòng siêu tốc của đuổi hình bắt chữ. Vâng, chỉ 60 giây thôi, bạn muốn giành điểm thưởng một cách tuyệt đối, bạn phải trả lời được 5 câu. Đi từ tầng 1 lên tầng 5, bạn đã hiểu luật chưa? Em hiểu rồi. Bạn có cần tôi nói thêm không? Vâng. Nhá, tôi sẽ nói thêm cho bạn nhá. Rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn nhá. Vừa giỏi, vừa đẹp trai nhá. Vâng. 15 miếng ghép được chia thành 15 ô, được đánh số từ 1 đến 15. Xếp theo dạng hình tháp. Bạn muốn lên tầng 2 phải trả lời được một câu ở tầng 1. Muốn lên tầng 3 trả lời được một câu ở tầng 2. Cứ như vậy lên tới tầng 5 trả lời được ô số 15. Số điểm tương ứng sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. 30 triệu đồng. Đồng thời ô số 11, đây là một phần quà đặc biệt của chương trình được cung cấp. Đẹp lắm. Tôi may mắn tôi được đến đây rồi. Thế ạ. Tôi được đến chỗ này rồi, kiểu chạy câu. Đi thích lắm. Vâng. Con người mình cảm giác như là mình thoát tục ấy. Em thấy có món ăn ngon. Món ăn cũng được. Vâng. Bạn có muốn đến đây chứ? Em muốn ạ. Chắc chắn rồi. Vâng. Bạn cố gắng lên trả lời được câu số 11 vâng. nhá. Vâng. Chúng tôi sẽ luôn bên bạn. Và thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. 60 giây, bắt đầu. Số 3. Số 3, mời bạn. Bỏ qua. Bỏ qua. Số 2. Số 2. Tên một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Bỏ qua. Bỏ qua. Số 4. Số 4. Bất kỳ em nhỏ nào vào lớp 1 cũng đều phải thuộc cái này. Bằng chữ cái. Hoàn toàn đúng. Mời bạn lên tầng 2. Ô số 7. Đây là gì? Hai hành động khác nhau. Gà này ra đây rồi lại đi kia. Đây là đang làm gì? Ấp. Thế còn kia? Ủ. Ấp ủ. Không phải. Đây cơ mà. Ôm ấp. Ôm ấp. Đáp án chính xác. Số 11. Số 11. Số 11. Xin mời. Đội kèn tí hon. Đội kèn tí hon. Chính xác. Yeah. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Đó chính là đội kèn tí hon. Vâng ạ. Đúng ở khoảng thời gian những giây cuối cùng thì bạn trả lời tôi đã hết hy vọng rồi. Giống phần trước ấy ạ. Giống. Vâng, giống phần trước rất bất ngờ là. Rất bất ngờ. Vâng. Như tôi đã nói rồi, nếu như chúng ta thường xuyên làm với các bạn trẻ và trẻ em thì chúng ta sẽ có những cái phản xạ. Và hôm nay lại rơi đúng vào cái đội kèn tí hon này. Và là chương trình mà chúng ta thường xuyên làm. Cũng hay, ví dụ như là diễn trung thu cho các em thì em cũng hay bắt đầu tiểu phẩm của em bằng bài này. À, bài đội kèn tí hon. Vâng. Te to te hả? Vâng. Te to te. Nhóm em 4 người đi ra sân khấu. 4 người đi ra được. Thế mà cũng dám nhận là tí hon. Một chuyến đi cửu trại câu. Chúc mừng. Và bây giờ tổng số tiền thưởng của bạn qua chương trình là 9.500.000 đồng. Yeah, mời bạn. Bạn sẽ không đi du lịch một mình. Vâng. Có nhiều người đi du lịch một mình nhưng tôi tin rằng bạn có bạn, có bạn gái. Có không? Có. Đây có nhận rồi. Bạn nên đi cho chúng ta thêm trải nghiệm, nhất là đang có bạn gái, đến những chỗ đấy thì rất là tuyệt vời, cảm xúc nó thăng hoa lắm. Chúc mừng bạn. Và bây giờ sẽ là phần thưởng của chương trình gửi tặng bạn. Tour cửu trại câu 5 ngày giá 19.900.000 đồng. Xin cảm ơn Việt Trang Tour rất nhiều. Và đây là quà của chương trình, xin vâng. gửi tặng bạn. Vâng. Vâng, xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và tiếp tục có những sáng tạo và cống hiến để cho mọi người thêm tiếng cười. Vâng. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất sung sướng và vui mừng khi những số gần đây chúng tôi được trao những giải thưởng rất có giá trị, đặc biệt là ô số 11, một chuyến du lịch cho người chơi. Và đó cũng chính là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng.
Bởi vì khi đến với chương trình Huỳnh Bắt Chữ thì người chơi, những người tài năng, những người may mắn, họ đều xứng đáng được nhận những phần quà có giá trị. Chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ba vị khách mời trong chương trình hôm nay của chúng ta, gọi là khách mời cho sang vậy thôi, nhưng kỳ thực đây là ba người mà đã đăng ký từ 4 năm nay rồi, thưa quý vị. Đầu tiên chúng ta cùng chào đón nữ diễn viên Minh Huyền. Tôi là Minh Huyền và hiện giờ thì tôi đang là diễn viên. Thật sự ngày hôm nay khi mà được nhận lời tham gia chương trình này thì Minh Huyền cảm thấy rất là run, vì Minh Huyền là có một cái tật rất là xấu, tức là nếu như mà mải nghĩ thì là tay sẽ quên bấm chuông. Thế nên là hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì sẽ cải thiện được cái kỹ năng này. Vâng, thưa quý vị, nữ diễn viên Minh Huyền rất xinh đẹp, trẻ trung. Một tràng vỗ tay dành cho Minh Huyền. Bên cạnh Minh Huyền, tôi vẫn phải gọi là một chàng trai. Tôi rất quý bạn ấy. Bạn ấy là một kiện tướng dance sport Trí Anh. Xin chào quý khán giả theo dõi trên truyền hình, tôi là Trí Anh. Trước đây là vận động viên khiêu vũ thể thao, hiện nay thì tôi đang đã nghỉ thi đấu và chuyển sang công tác huấn luyện. Nhân dịp năm mới, nhận lời mời của chương trình thì tôi rất là vui được tham gia cái chương trình này để thử sức của mình xem ở một chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Người tiếp theo, ca sĩ Bạch Trà. Xin chào anh Xuân Bắc, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Tôi là Bạch Trà, trước đây tôi sinh sống và làm việc ở thành phố Huế. Bây giờ thì tôi đã chuyển ra Hà Nội rồi. Và vào một dịp đầu năm mới, một số cái hình rất là đặc biệt thì Bạch Trà rất là vui. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì Bạch Trà cũng xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị theo dõi chương trình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Bạn Trà người gốc ở đâu bạn Trà? Xin giới thiệu quý vị, quê gốc của Bạch Trà ở Quảng Bình, sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị. Và sau đấy thì từ nhỏ thì vào học tập, sau đấy là công tác ở thành phố Huế, bây giờ thì ở Hà Nội. Quảng Bình, Quảng Trị, Huế. Hà Nội. Thiếu mỗi Sài Gòn nữa thôi. Đúng rồi. Để mở đầu chương trình, tôi nghĩ rằng không gì hơn là chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng vỗ tay để đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Các bạn biết rồi đấy, tôi nói thật là tôi không thích vòng thi thứ nhất này. Bởi vì kết thúc phần thi này, một người sẽ phải ra về. Dù là Minh Huyền hay Trí Anh hay Bạch Trà thì tôi nghĩ rằng tôi đều không muốn. Xinh đẹp như Minh Huyền mà lên đây chơi vòng đầu tiên xong lại này. Em xin chào em về nhé. Bạn Huyền thấy thế nào nếu như mình bị loại? Em thấy kém sang đi ạ. Kém sang đi ạ. Còn bây giờ đang sang hả? Đang sang. Đang sang. Bạn Trí Anh thì sao? Em thì lần đầu tiên tham dự cái này và em rất là hồi hộp. Trước đây đi thi đấu rất là hồi hộp, rồi lấy vợ cũng hồi hộp, nhưng mà chơi cái này còn hồi hộp hơn. Hy vọng là kiếm được ít tiền thưởng để về còn đi lì xì. Tôi cũng đến xin bạn Trí Anh. Ông bạn lại nói rằng là chơi Đuổi Hình Bắt Chữ còn hồi hộp hơn cả lấy vợ. Bạn cứ hồi hộp đi rồi bạn sẽ thấy cái cảm giác nào nó thú vị hơn. Còn Bạch Trà thì sao? Nếu như phải chia tay với chương trình. Điều đó em hay cả anh chị Minh Huyền không hề mong muốn. Và
sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà hy vọng chương trình sẽ có một chấm trước và có một cái điều gì bất ngờ xảy ra khi mà đừng có loại ái hết, em hy vọng là thế. Hy vọng là thế. Bạn cũng táo bạo đấy nhỉ? Trong cuộc sống bạn thỉnh thoảng hay có những cái ý tưởng táo bạo đấy không? Thỉnh thoảng thì phải có táo bạo cũng như là đột phá. Đột phá, có em vẻ. Em nghĩ thế thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. Ẩn sau một cái giọng nhẹ nhàng, truyền cảm rất là thu hút này là cả một cái sự táo bạo và rất muốn đột phá. Ở trong chương trình hôm nay, một chương trình với tràn ngập sắc xuân như thế này, tôi nghĩ rằng không ai muốn bị loại cả. Và bị loại trong một cái chương trình như thế này mà lại mất 4 năm đăng ký rồi mà bây giờ mới được xét, được cho tham gia mà lại bị về thì... Em hiểu cảm giác là bị loại ngay từ vòng đầu như thế nào. Nhưng mà cuộc thi nào thì chúng ta cứ tuân theo luật thôi. Đúng rồi. Đã chấp nhận đi thi là phải chấp nhận thôi. Đúng rồi. Đấy, đấy, tinh thần của một kiện tướng. Bởi vì đã là kiện tướng rồi thì kiểu gì cũng nhất nhì hoặc ba chứ không thể loại, bị loại được. Nếu như mà bị loại ngay từ vòng đầu thì có phần hơi nghiệt ngã. Đã đăng ký 4 năm rồi, đến năm nay chương trình mới châm trước để cho đúng được rồi. Thi mà cho thi rồi mà lại loại luôn từ vòng đầu tiên nữa thì em cảm thấy là quá rất là xấu hổ. Đúng rồi. Còn bạn Trà thì sao? Đúng, thật là quá hồi hộp. Với bây giờ thậm chí em còn rất là run nữa. Khi mà chưa bắt đầu mà đã thấy run như thế này rồi. Nhưng mà ở đây chỉ có 3 người thôi mà. Run à, nằm lấy tay anh đi. Ở đây chỉ có 3 người thôi, không nhất thì nhì thì 3 thôi. Thì 3 là về đấy đúng không? Bây giờ thế này, chúng tôi sẽ chấp nhận một điều như sau. Không loại ai cả trong ngày hôm nay. Chúng tôi với một điều kiện mà điều đó sẽ nhắm vào bạn Huyền. Cần phải sự hỗ trợ của Chi Anh. Ý dây. Nhá. Và người thực hiện chính phải là bạn Trà. Thì anh Bắc nói như thế và cũng là một chấm trước của chương trình cho cả ba người chơi. Rồi. Thế Bạch Trà xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả một ca khúc vào đầu xuân năm mới thì mọi người vẫn thường hay hát, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung, ca khúc Mùa Xuân Đến Rồi Đó. Mùa xuân đến rồi đó. Mùa xuân đến rồi đó. Quý vị khán giả thấy thế nào ạ? Có hay không ạ? Có vỗ tay kèm theo hú hết là được rồi. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta sẽ bỏ qua vòng 1. Mời Chí Anh, Bạch Trà, Minh Huyền vào thẳng vòng sau với tiền thưởng ở mỗi miếng ghép. Xin chúc mừng. Miếng ghép đầu tiên đây là gì? Gì đấy? Con gì? Bình tĩnh, cứ nghĩ đi. Con gì đây? Đây là một vị thuốc, nhưng cũng là một cái phần rất quan trọng ở một loại quả. Khi sấy khô đi rồi, tức là nó chính là cái cùi đấy. Mời bạn Bạch Trà, hai từ. Nhãn rồng. Nhãn rồng. Chưa chính xác. Mời chị Anh. Long nhãn. Đáp án chính xác, long nhãn. Bạch Trà biết long nhãn chứ? Dạ biết. Ừ, làm sao lại không biết? Tôi lại em bồi đồ em đúng quá. 300.000 đồng tiền thưởng đầu tiên. Miếng ghép thứ hai, xin mời. Các bạn nhìn thấy những bông gì? Dạ. Mũi tên chỉ vào những bông hoa nó thế nào? Nó rất là nhiều. Mời bạn. Em xin trả lời là hoa màu. Hoa màu là chính xác. Ê, 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 ê. Thôi em không đập tay với anh. Thừa sức bạn Huyền biết đúng không? Nhưng mà phải bình tĩnh. Của ông anh ạ. Phải bình tĩnh. Anh thấy em đỏ mặt không anh? Có, tôi thấy còn mắt còn long lanh nữa cơ. Chứ phải bình tĩnh. Vâng, hoa màu. Mời bạn. Miếng ghép thứ ba. Cứ bình tĩnh nha. Nhìn thấy củ gì đây? Gừng. Và cái gì đang thổi? Hai từ, đúng rồi.
đúng rồi, tôi nhìn thấy Minh Huyền có vẻ như nói đúng rồi, hai từ đấy. Ừ, nhìn tôi, nó là ừ, ừ. Đây là gì? Ừ. Hai từ này, đây nhận, đây là cái củ kia nhá. Rồi đây này. Mời bạn, em cứ nhấn chuông về, thế nhưng không biết đáp án có đúng không. Nhưng mà theo cái âm điệu của anh ấy, thì em đoán là gừng gió. Đáp án chính xác. Eo ơi, cái gì? Em nghĩ ra từ đầu rồi nhưng mà em không biết gì nghĩa, em không dám nói. Lay lay em đoán là thế nhưng mà cho nên là chiến thắng đôi khi mỉm cười với những người táo bạo. Mà tôi chưa thấy một ai tham gia chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ mà đối thủ trả lời được mình. Eo ơi. Chả thế eo thế nào. Mời bạn cha. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ tư. Anh em mình tới nhau để em thể hiện phần này. Món ăn trong dịp Tết. Hai từ. Được, mời bạn. Là món ăn rất đặc trưng của các gia đình làm vào ngày Tết. Giò thủ đúng không ạ? Bạn bình tĩnh nhá, tôi phát âm này. Giò thủ. Đáp án chính xác. Cảm ơn kìa, cảm ơn. Anh em bắt tay anh một cái đúng không? Không. Mất quá nhiều thời gian gợi ý cho một câu đơn giản. Chúc mừng bạn với 300.000 đồng tiền thưởng. Đội ơn anh. Đúng. 300.000 đồng giá trị bằng đúng một cân giò thủ. Thưa quý vị. Miếng ghép thứ 5, nhanh nào. Cực kỳ khó. Bây giờ đây là cái gì? Bát. Bát. Ok, được. Nó là cái? Cái bát. Và cái to chính là cái bát gì? Mẹ. Mời bạn. Bát mẫu. Bát mẫu. Đáp án là bát sứ xung quanh có vẽ trang trí, thường làm theo một kiểu nhất định, người ta gọi là bát mẫu, chính xác. Giỏi đấy, giỏi thế. Mời bạn. Miếng ghép thứ 6. Bạch Trà. À, đáp án của em là nem tôm. Nem tôm. Đáp án chính xác đó là nem tôm. Cái này quá ngon. Mời bạn. Miếng ghép thứ 7. Hai từ. Theo quan niệm dân gian, đây chính là... Rồi, xin mời Bạch Trà. Công kích. Công kích. Một tràng vỗ tay cho Bạch Trà. Sai rồi. Sai rồi. Ông chí anh, ông cứ bà phải. Chỉ thế. Vỗ tay thôi, tiếp tục. Còn 10 giây cho các bạn. Anh, có mấy từ ạ? Hai từ. Theo quan niệm dân gian thì đây chính là người mà trông giữ đất đai cho mỗi gia đình ấy. Dễ quá gì nữa. Nào, xin mời bạn Minh Huyền. Có cần... Thổ công ạ. Thổ công. Đúng rồi. Đáp án chính xác. Sai được chưa? Yeah. Mời bạn Huyền. Nạp tiền. Tinh tinh. Miếng ghép thứ 8. Đây là mời bạn Trà. Dưa leo. Đáp án đúng. Dưa leo. Mời bạn. Miếng ghép thứ 9. Măng lưỡi lợn ạ. Thì đáp án bạn Minh Huyền đưa ra là chính xác. Xin chúc mừng. Mời bạn. Miếng ghép thứ 10, miếng ghép cuối cùng trong phần thi này. Không trả lời được, không nói thêm gì. Mời Bạch Trà. À, đáp án của em là chùa Hương. Chùa Hương là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Mời bạn. Nghe gớm đây. Chúng ta kết thúc phần thi này, cùng xem số tiền thưởng mà các bạn có được. Bạch Trà đang có 1.800.000 đồng. Minh Huyền đang có 900.000 đồng.
Và Chí Anh đúng nghĩa là một chàng trai ga lăng và anh đang chỉ dành có 300 ngàn đồng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ 3 của đuổi hình bắt chữ. Trước khi đến với phần này, tôi hỏi Chí Anh một chút. Năm qua cái niềm vui hay là cái sự thành công lớn nhất của bạn là gì? Hạnh phúc lớn nhất của em là em có con. Em bé. Có em bé, vâng, rất là vui. Cháu tên là gì ạ? Cháu là biệt danh là Kiwi. Còn tên đầy đủ là Nguyễn Trần Hà Vi. Nguyễn Trần Hà Vi. Cái cảm giác làm cha như thế nào chị em? Mình hiểu, mình cảm thấy yêu thương bố mẹ mình hơn. Bởi vì mình luôn đặt câu hỏi cho mình, ngày xưa mình cũng bé như thế này á, mình cũng như thế này, xong mình trở thành một cái người lớn như này và bây giờ mình tiếp tục sinh con, tiếp tục cái nối tiếp cái cuộc sống như này, và em cảm thấy nó rất là thú vị và cảm thấy là mình hiểu và thương bố mẹ của mình hơn. Chúc cho bạn, gia đình nhỏ của bạn luôn luôn tràn ngập tiếng cười, một năm mới với nhiều niềm vui mới, và đặc biệt cháu thì hay ăn trong lớn và thật ngoan ngoãn. Em cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Bác nhớ lì xì nhé. Bạn Minh Huyền. Năm vừa rồi thì em có được tham gia chương trình Ơn Rồi Cậu Đây Rồi. Cái việc diễn hài nó không phải là năng khiếu của mình. Tuy nhiên thì khi mà mình đã dám thử sức vào một cái gì đấy thì mình đã đạt được một cái, ít nhất là trong cuộc sống của mình, trong cái khả năng của mình đã tiến xa được hơn một bước. Và em cũng hy vọng là trong năm mới này, và nhất là đã được tham gia chương trình Đổi Hình Bắt Chữ vào những cái ngày đầu năm mới, thì em cũng mong là trong năm tới này thì sẽ đắt show và được nhận được nhiều game show hơn. Vâng, bạn Minh Huyền mong muốn tham gia nhiều chương trình để thể hiện mình hơn, để vượt qua những giới hạn những ngày đầu xuân. Xin chúc bạn Minh Huyền sẽ đạt được những cái điều bạn mong muốn, sẽ có nhiều show hơn cho bạn, sẽ có nhiều chương trình để bạn thể hiện mình, và chúc bạn mãi xinh đẹp trẻ trung như thế này. Năm 2017 thì bạn có những cái dấu mốc nào quan trọng và ấn tượng? Năm 2017 cũng là đánh dấu nhiều cái mốc quan trọng trong cái sự nghiệp của em. Thứ nhất đó là em hoàn thành cái kỳ thi tốt nghiệp cao học chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Huế. Ở cuối năm vừa rồi thì em cho ra mắt một album có tên là Chuyến Đò Quê Hương, cùng song ca với ca sĩ Thanh Tài. Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà em rời Học viện Âm nhạc Huế để chuyển ra Hà Nội thì cũng đã rất là cố gắng, và ra đây thì được sự giúp đỡ của tất cả các bạn bè, đồng nghiệp này, rồi các thầy cô giáo, thì em cũng đã mạnh dạn để thành lập một công ty truyền thông. Có thể cho rằng một năm vừa rồi không phải là quá thành công, nhưng mà là cũng có những cái sự kiện để những dấu mốc quan trọng trong cái sự nghiệp của em. Vâng, bạn Bạch Trà, một năm đã qua với rất nhiều những dấu mốc quan trọng. Dạ. Chúc bạn luôn luôn giữ vững niềm tin. Chúc bạn cũng luôn trẻ trung, xinh đẹp và thành công với công việc mới. Dạ, em cảm ơn anh. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Miếng ghép đầu tiên đây là gì? Ba từ. Mời Minh Huyền. Gà mơ ạ. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời Bạch Trà. Đáp án của em là gà mái mơ. Gà mái mơ là đáp án chính xác. Xin mời. Mở chi tiết. Có đáp án không ạ? Không ạ. Không có đáp án. Miếng ghép thứ hai. Đây là gì? Quả gì? Mời Bạch Trà. Táo chào. Nhớ nào, tiếp tục. Xin mời. Táo Tây. Hoàn toàn đúng, đó là táo Tây. Ôi. Táo có cùng họ với đào, lê, quả to, da nhẵn. Khi chín thì vỏ có màu đỏ hoặc vàng. Thịt xốp, ăn rất là thơm. Táo Tây. 500 ngàn đồng.
Mở chi tiết. Wow. 5 4 3 2 1. Miếng ghép thứ 3. Tôi sẽ gợi ý sau, không nhìn vào ánh mắt thẳng thốt. Mời chị Anh. Bình xịt muối ạ. Hoàn toàn đúng, đó là bình xịt muối. Đừng đùa, bây giờ mới đến lúc của anh. Mời bạn. Mở chi tiết. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ tư. Đây là gì? Trời ơi. Mời Minh Huyền. Hai từ. Chả mực ạ. Chả mực đáp án chính xác. Ngon lắm. Cái này mà nóng lên cho mà tí xôi tí chiếc ăn thì nó gọi là ôi rồi. Chả mực. Xin mời. Mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ năm. Con gì đây? Con gì mùa hè nó kêu nhăng 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 nhăng. Mời bạn Bạch Trà. Đậu cô ve ạ. Đậu cô ve là đáp án chính xác. Mời bạn. Mở chi tiết nào. Năm canh ạ. Năm canh. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 6. Hoa trà. Chưa chính xác. Xin mời. Trà hoa. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Nào. Nào xin mời Bạch Trà. Trà hoa ly. Qua tiếp. Qua tiếp. Nghe tôi gợi ý. Tập trung nhìn đây này. Nó là đúng rồi, xin mời Minh Huyền. Trà hoa cúc. Chính xác. Tôi phát hiện ra Minh Huyền rất giỏi trong việc là giải đố ký tự. Nó trà hoa cúc. Xin mời. Nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Vâng. Trả lời của bạn là nhếch mép cái đang như này. Một. Miếng ghép thứ bảy. Cái này nó hơi thuộc về cơ khí một tí, cho nên các bạn nữ hơi khó. Mời chị Anh. Bánh mài. Ơ, chuẩn luôn. Hả? Đúng. Đúng. Bánh rồi, mài. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi phát ghen với bạn chị Anh. Sao lại ghen ạ? Bạn không cần phải làm gì, bạn nói ra một đáp án theo ý của bạn mà một cô gái không kiểm soát nổi. Chuẩn luôn. Còn một cô bên cạnh thì cười ngất đi. Thì các bạn sẽ được chia cùng em mà. Đúng thưởng. Rồi. Còn em cứ tiêu chí là trả lời đúng hết. Còn phần thưởng là chia đều. Bánh mài là đáp án chính xác. Chuẩn. Yeah. Xin mời. Mở. Ba. Hai. Ờ, rồi rồi rồi. Một. Ngũ sắc. Trà thấy thế nào Trà? Thì phải chúc mừng anh chị Anh là em nghĩ là đúng. Em nghĩ đúng. Minh Huyền thế nào? Em theo ạ, em theo. Ở bên này hình như có một cái sự có mấy cái cục màu ở đây. Hình như là năm cái tập màu ấy. Đây là năm, đây là năm. Đúng thì rồi, năm cái cục màu. Đây là năm và đây có 1 2 3 4 5 màu luôn. Ngũ sắc. Nào để xem bên cạnh nó có cái gì chúng ta cùng mở nốt những cái tấm tre ra xem. Là đúng rồi.
đẹp, ngũ sắc. Đấy. Chả có cái gì cả. Cứ như không. Không có ngũ sách rồi. Cái này chuẩn luôn. Cái gì? À ư nhờ. Không có ngũ sách mà chỉ có ngũ sắc thôi. Đáp án bạn đưa ra là? Đúng mà. Đúng ngũ sắc. Để thế thế mới mở hai tấm ghép cuối cùng chứ không sao. Chương trình cho mở nhờ. Tự nhiên chương trình mở cho mình xem hết thế này. Ừ nhờ. Tôi chết rồi. Đóng lại cho tôi cái. Chết rồi rồi. Đáp án ngũ sắc là chính xác. Bây giờ cộng thêm cho bạn 3 triệu đồng. Bạn đang có 4 triệu 800 ngàn đồng. Đừng đùa. Minh Huyền đang có 1 triệu 900 ngàn đồng. Bạch Trà đang có 2 triệu 800 ngàn đồng. Thúy Anh là người bước vào vòng cuối của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Bạch Trà, Minh Huyền, bây giờ là lúc tôi phải chia tay các bạn. Không muốn một tí nào cả. Đầu tiên hỏi Bạch Trà một chút, bạn thấy không khí chương trình thế nào? Em thấy chương trình hôm nay rất là vui và không khí rất là ấm cúng. Tất cả khán giả và người chơi, ba anh em cũng thế, cũng rất là đồng lòng để mà trả lời những miếng ghép. Mặc dù ra về trước một tí thôi nhưng mà em sẽ nhường lại sự may mắn cho anh Kỳ Anh. Vâng, rất em tuyệt. Và em chúc anh sẽ vào vòng đặc biệt, sẽ giành được chiến thắng. Anh Bắc ơi, em có đề nghị này, tức là biết là hai bạn về rồi nhưng mà em vẫn muốn là hai bạn đứng ở hai bên em được không ạ? Có lẽ là thế này bạn Chí Anh ạ. Dạ. Tại vì hai bạn, bạn Huyền và bạn Trà sẽ ở dưới. Vâng. Ngồi đúng vị trí kia. Vâng. Để cổ vũ cho bạn. Vâng. Có tôi với bạn trên này được rồi. Vâng. Bởi vì nếu có hai bạn mà nữa, tôi e rằng là bạn sẽ hoàn toàn mất bình tĩnh. Vâng. Tin tôi đi. Vâng. Và nếu bạn không mất bình tĩnh thì tôi mất bình tĩnh. Và khi tôi mất bình tĩnh là tôi không gợi ý được cho bạn. Mà khi không gợi ý được cho bạn thì đương nhiên là bạn sẽ khó khăn hơn. Vâng. Đúng không? Vâng. Thế cho nên bây giờ bạn bắt tay bạn Minh Huyền và bạn Bạch Trà một lần nữa đi. Để các bạn ra đây thì tôi trao quà cho các bạn. Cảm ơn cố em. Cố lên anh ơi. Ok. Để giải tỏa anh nhá. Yeah. Xin mời. Đây là quà dành cho Bạch Trà. Đây là quà dành cho Minh Huyền. Dạ, em cảm ơn anh. Một lần nữa xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành công và xinh đẹp. Nhân dịp đầu xuân năm mới và cũng nhân dịp là mới đầu năm thôi mà được tham gia một cái game show vui như thế này thì Minh Huyền cũng xin được chúc cho toàn thể quý vị khán giả sẽ có một năm mới dồi dào sức khỏe, sẽ có một năm mới thành công trên con đường sự nghiệp của mình, cũng như là tấn tài tấn lộc và tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người. Từ đầu Bạch Trà cũng đã chúc mọi người rồi và một lần nữa thì Bạch Trà chúc một điều chúc ở trong năm mới, đó là phát tài phát lộc. Và Bạch Trà cũng mong muốn rằng tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ và yêu mến tiếng hát của Bạch Trà. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của hai người đẹp đứng bên cạnh tôi. Và tôi luôn luôn có một cái sự tự tin mà nhiều người cho rằng là hơi thái quá. Nhưng khi đứng ở đây, tôi xin khẳng định với các bạn là khi tôi đứng với các bạn thì tôi cảm thấy vào thời điểm này tôi là người đẹp trai nhất. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn may mắn. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Xin mời quý vị. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ tư của đuổi hình bắt chữ. Luật của chúng ta như sau. Nào. Chúng ta sẽ có 15 hình được chia thành 5 tầng theo dạng hình tháp, được bố trí từ 1 đến 15. Ô số 15 là ô cao nhất. Bạn phải leo từ tầng 1 lên tầng 5. Muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời được một câu ở tầng 1. Tương ứng với mỗi tầng bạn leo, bạn sẽ được số tiền thưởng là tầng 1, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. Ô số 11 vô cùng quan trọng. Không biết tuần này bạn sẽ có cơ hội nhận được gì. Xin mời. Phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi tuần này là bộ trang sức mang tên Ngọc Ban Mai do công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải chế tác, trị giá 21 triệu 500 nghìn đồng. Những hạt sương mai với vẻ đẹp trong trẻo và tinh khiết mang tới sự hứng khởi và tươi mới như một lời chào đón những ngày đầu xuân. Bộ trang sức Ngọc Ban Mai lấy ý tưởng từ hình ảnh hạt sương đọng trên lá trong buổi bình minh, được các nghệ nhân tài hoa của Bảo Tín Mạnh Hải biến hóa
từ đó tạo nên bộ trang sức mang đến vẻ đẹp tinh khôi và chân khiết cho người sở hữu. Chúc bạn may mắn nhận được phần thưởng này. Bạn có thích phần thưởng này không? Em nghĩ là nó rất là đẹp với cả vợ của mình. À, rất tuyệt vời. Nó sẽ là của bạn nếu như bạn chứng minh rằng bạn là người xứng đáng. Và cụ thể hơn là bạn trả lời được ô số 11. Cố gắng lên. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. 60 giây rất nhanh. Và hãy luôn nhớ rằng cần phải cổ vũ cho người chơi để họ thêm tinh thần để chiến đấu. Nào, 60 giây bắt đầu. Số 5 ạ. Số 5, xin mời bạn. Đây là gì? Một cái không khí nó rất là, nó không hợp với những cái người thích trầm lặng. Mình thường nói là không khí đấy rất là thế nào? Cái gì kia và cái gì đây? Rộn ràng. Không phải. Cái gì đang cầm thóc đến và cái gì đây? Khó quá, bạn có thể bỏ qua. Sô bồ. Sô bồ, chính xác. Mời bạn lên tầng 2. Sô bồ, xin mời. Chọn nhanh. 6, 7 hay 8 hay 9? 6. Số 6, đây là gì? Hai từ, cái gì nó đang làm gì? Hai từ. Cái gì nó đang làm gì? Búa khoan. Búa khoan, chính xác. Đây rồi. Ô số 11, thật bình tĩnh nha, bạn còn 15 giây. Chọn. Số 11. Ô 11, vâng. Đây là gì ạ? Nguyên tố, 5 nguyên tố quan trọng. Phần thưởng của bạn đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành, ngũ hành, ngũ hành. Đây là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vâng, chính xác, chúc mừng bạn. Nó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Xin chúc mừng. Chúc quý vị và tất cả các bạn. Vâng. Đầu xuân mà chúng ta được trao giải thưởng cho người may mắn, rất tài năng, chúc mừng bạn. Ôi trời, phần thưởng của bạn gồm 5 món hay sao? Hoàn toàn bạn có thể tặng tôi một món không sao. Vâng. Thưa quý vị, chúng ta cùng chúc mừng chị Anh với giải thưởng tuyệt vời này. Đây là giải thưởng của bạn. Bộ trang sức trị giá 21.500.000 đồng. Cộng với số tiền thưởng tổng cộng của bạn trong chương trình, đó là 7.800.000 đồng tiền mặt. Vâng. Xin chúc mừng bạn. Thưa quý vị, đầu xuân chúng ta có niềm vui. Niềm vui của chúng tôi là trao phần thưởng cho người chơi. Niềm vui của người chơi là ủng hộ chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Xin chúc mừng. Đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ. Chào em. Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Biệt danh của bạn là gì? Biệt danh là gì? Nickname của em là Táo Quân Việt Nam. Họ sẽ cùng nhau tranh tài để mở các miếng ghép của chương trình hôm nay. Kỳ bí ạ. Cháy túi ạ. Tư thái. Quân chưa được điểm nào. Tôi thấy trong ánh mắt có sự thẳng thốt dần dần như vậy. Ai sẽ mở được nhiều miếng ghép nhất để trở thành người chiến thắng? Mời quý vị và các bạn đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng vào 19h50 thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.